Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Oscar Family TV. Buổi trưa hôm nay mình đi dạo vòng quanh cái khu shop gần nhà mình là khu Red Bank Plaza. Thì cũng tới giờ ăn trưa, mình ghé vào một cái quán ăn Nhật, đó là nhà hàng Nhật tên là Shiki Sushi. Một cái nhà hàng này cũng khá là nổi tiếng ở cái vùng Gunma. Thì hôm nay mình review cho cả nhà xem những cái món ăn mình sẽ order ngày hôm nay cho buổi trưa. Thì thường á thì người Á Châu mình cũng thích ăn những món ăn ngoài trừ món Việt Nam, thì có những món như là Thái Lan, món Nhật, món Hàn. Thì hôm nay là một ngày mình review cho cả nhà một cái món ăn của Nhật Bản, Japanese restaurant. Nhà hàng này á thì mở cửa 7 ngày, luôn mở chào buổi trưa tới buổi tối, bởi vì cái thời gian mà khoảng cỡ 11 giờ cho tới 8-9 giờ tối là cái khoảng thời gian mà đông khách nhất của nhà hàng này. Nhưng mà bởi vì trong cái thời điểm dịch Covid bùng phát thì nhà hàng có giới hạn một số khách, ví dụ như không gian trong đây rộng bao nhiêu thì sẽ chứa được cái lượng khách bao nhiêu, và khoảng cách mà 1,5 m mình ngồi ở đây mình cách khoảng cách đằng kia là cứ khoảng 1,5 m thì người khách kế tiếp sẽ được ngồi. Hôm nay mình tới đây mình quay cho cả nhà xem cái món ăn ở đây, rồi để mình review coi cái vị ở đây như thế nào. Đây là nhà hàng Nhật, là một thương hiệu cũng khá là nổi tiếng, cũng phân bố rất là nhiều nơi, nhiều vùng của tiểu bang Queensland. Đây cả nhà, đây là cái dĩa đầu tiên mình order, đó là cái dĩa trứng tôm với lại sushi. Thì sushi cái phần cơm nó nằm ở dưới, còn ở trên nó là trứng tôm rồi quấn bởi lá rong biển, rồi có một lát dưa leo. Còn cái món hấp dẫn mình gửi đến cả nhà đây nè, đây là cái món cá hồi cuộn bông hồng. Cái phần xanh xanh đó là wasabi tươi á, thấy không? Quay cận cảnh cho cả nhà xem nha. Ta bọc cá hồi quanh cái trứng tôm, còn mình góc bên đây là rong biển, gỏi rong biển khá là ngon. Còn đây bên cạnh mình là món súp tôm lăn bột của Nhật, thì nước súp trong thiệt là trong. Bởi vì mình hôm nay mình đi ăn có một mình nè, nên mình order những cái gì có thể ăn được là đủ cho một mình ăn thôi, chứ mình order nhiều quá mình ăn hết. Rồi giờ quay cho cả nhà xem ở trên cái trục quay, nó gọi là sushi train á, nó có cái gì nha.
Phần trên đây thì do cái lượng khách buổi trưa nó cũng vắng hơn buổi tối, cho nên người ta chỉ làm một vài món căn bản thôi. Nhưng mà buổi tối thì nó sẽ để nhiều hơn, người ta sẽ để trang trí lên đây nhiều hơn, người ta cho cái dĩa để chạy này. Cái giá dao động thì khoảng 3 đô cho tới 4 đô tùy theo cái món mà mình yêu cầu. Những cái món nào mà liên quan tới sashimi thì sẽ mắc hơn. Còn những cái món mà như rau củ hay là trứng cuộn thì nó sẽ rẻ hơn. Hoặc là tôm lăn bột chiên gian với sushi thì nó sẽ rất là rẻ. Hoặc bánh nhiều dessert cũng vậy. Ở đây mình giới thiệu cho cả nhà xem. Đây là một cái hệ thống order. À, mình tự order á. Nó có cái máy giống như cái iPad nè. Đó, mình nhìn vào đây mình lựa những cái gì mình thích, ví dụ như là sashimi, mình bấm vô xịt cái phần sashimi, mình sẽ có cái bảng giá với lại cái trưng bày của cái món sashimi đó mà. Đó, cái món này á là món sashimi hình hoa sen. Còn này món tuna, tức là cá ngừ á, cá ngừ tươi. Còn cái này là dạng như là hỗn combo á, nó sẽ có cái giá dao động từ 8 đồng 20 cho tới 8 đồng 20, 12 đồng 20, rồi 24 đồng. Như hồi nãy mình order cái món sashimi nè, sushi thì giá khoảng 4 đồng 10 sen. Những cái roll thì sẽ rẻ hơn, nhà sushi nó sẽ rẻ hơn, khoảng cỡ 4 đồng 10, mà nhiều lắm, đang không hết đâu, nó toàn là cơm không. Còn đây là những món như là rong biển cuộn với lại sushi, rồi trứng cuộn ở trong, rồi hoặc là soft shell là tôm con cua lột. Đây là những món combo, ví dụ như là rong biển nè, rong biển rồi trứng tôm, trứng cá hồi, nhiều lắm. Để ăn với lại cái món cá hồi sashimi á, thì mình phải có một wasabi nữa ha, wasabi tươi hoặc là wasabi bạch đó, cái dạng nó giống như vậy nè các bạn. Để xem. Đây, cái bạch nó giống như vậy nè, rất là cay nha. Nếu mà bạn nào mà ăn cay không được đó thì phải pha ít thôi, mà nhiều quá nó cay lắm ạ. Ở đây là nước tương đó. Đó, mình pha làm sao mà nước tương và wasabi tỷ lệ là 50-50, chứ đừng có pha mà nước tương nhiều quá thì nó bị mặn, mà wasabi nhiều quá thì cũng cay ăn không được. Đó, pha xong ha. Rồi bây giờ mình phải ăn thử cái món súp. Tại vì mình ăn có một mình rồi. Do đó mình phải order vừa đủ thôi. Mà cũng lâu rồi mình không review những cái món ăn của bạn. Cũng lâu rồi mình không có đi ăn nhà hàng của Nhật á. Thì hôm nay là mình quay cho cả nhà xem để coi coi món quán ăn ở nhà hàng này có ngon không nha các bạn. Đây là cái món súp hồi nãy mình quay cho cả nhà xem á. Súp udon. Cái vị rất là ngon. Nó kiểu mà nó thanh thanh á, nó không có bị đậm vị như là những cái món như của Thái. Tranh thủ cái nó ăn món súp trước thì em thôi nó nguội nó ngon. Còn đây là cái tôm mà lăn bột ăn với lại cái súp đó đó, nhưng mà người ta để riêng ra để đánh nền tảng mà cái tôm này bị mềm á, khi mà mới chiên ra nó rất là nóng và giòn, ăn rất là ngon. Yeah.
món tôm này nó rất là giòn luôn. Tôm lăn bột thì các bạn cũng biết rồi, ở Việt Nam cũng có, ở Sài Gòn mình cũng có nhiều cái quán ăn Nhật á. Một quán ăn Nhật ở một quốc gia thì nó mang một cái phong cách khác, cái vị nó cũng sẽ hơi khác chút xíu. Nếu như ở Nhật thì cái vị nó sẽ có lẽ nó sẽ mang theo cái phong cách của Nhật, nhưng mà đây là Úc á, thì bếp ở đây tận dụng những cái vật liệu mà có sẵn ở Úc này, giống như cá hồi, rau củ thì cắt nhập cũng của Nhật đó, giống như rong biển nè. Rong biển này thì người ta được làm ở Nhật, vị khá là ngon, mình rất là thích. Bây giờ mình ăn thử cái món trứng tôm nha. Nè, mình rất là thích cái món trứng tôm này, tại vì cái trứng tôm này á, nó giòn giòn, cộng thêm một cái nữa đó là ăn cái này nó tốt cho sức khỏe. Nó có vitamin E á, mình ăn thì nó giúp cho tăng cường thị lực, tốt cho mắt. Giòn giòn sực sực, nghe cái âm thanh nào sực sực cũng vui tai. Thường á thì mình chỉ thích ăn trứng tôm thôi, còn cái tôm này á không biết các bạn thì sao, mình thì mình ít có ăn cơm này lắm, tại ăn cơm dễ bị mập. Với lại ở nhà người Việt Nam mình cũng ăn cơm nhiều á, khi mà mình ăn đồ Nhật hay là đồ Thái á, mình chỉ thích ăn những cái dạng như là gia vị, mình đem được cái vị nó như thế nào, rồi thịt thà, rau củ này nọ thôi. Cơm thì mình muốn ăn giờ nào không được. Chấm một chút xíu nước tương như wasabi nó cay ra ốc o luôn. Nói chung á, cái món trứng tôm này nó không có vị gì đó. Mình nghĩ chắc đầu bếp chỉ ướp cái trứng tôm này với một chút xíu nước tương hay sao đó, nó mặn mặn, nó không có mặn quá mặn mà nó hơi mặn mặn thôi. Rồi giờ mình ăn thử cái món cá hồi cuộn hình bông hoa hoa sen nha. Đây là cá hồi tươi, mình nghĩ chắc nó bắt tại Úc này. Úc này xung quanh là biển mà, bây giờ muốn bắt một con cá hồi nó không có khó đâu các bạn. Cá hồi Úc rất là rẻ, không mất. Thịt cá hồi rất là tươi. Có nhiều bạn á chưa có quen ăn cá sống á thì cảm nhận nó là lạ, nhưng mà các bạn tập đi, ăn từ từ riết cũng quen rồi. Tại vì cá hồi này nó rất là tốt cho sức khỏe, tốt cho mắt, rồi không có cholesterol. Cá hồi á cũng như siêu nạ, rất là dễ ăn, nó không có bị tanh. Tại những con cá hồi này á, người ta đánh bắt lên á là người ta làm sạch liền, người ta cắt ra, người ta bỏ vô cái tủ giữ lạnh á, nó gọi là cool room á, ở trên biển,
bởi vậy nên cá hồi rất là tươi, rồi được đầu bếp ở đây người ta chế biến lại liền trong ngày, ta mua về ta đặt hàng. Những cái nhà hàng này người ta có những cái nguồn là supplier ta gửi đến mỗi ngày cá tươi, do đó những cá này hoàn toàn tươi và không có bị nhiễm bệnh. Còn món này là món tôm, tôm làm bột là món khoái khẩu của Oshka. Hồi nhỏ mỗi lần mà mình dẫn nó đi nhà hàng Nhật á, nó thích lắm, nó thích ăn cái món này. Hôm nay nhóc Oshka nhà mình nó đi học rồi, nó đi nhà trẻ tại nó cũng mới có 5 tuổi rồi, nó chưa có học lớp lớn được. Giòn ngon, chấm với lại mèo này á, béo béo mình chua chua. Cá hồi này em khi mình order nhờ theo mình đấy nha, hồi xưa thì người ta đã để trên cái băng truyền á, sushi trend á, nhưng mà dạo này người ta giữ dạng như là vệ sinh an toàn thực phẩm á, người ta không có để trên băng truyền nữa, mà mình order thông qua cái màn hình iPad á, hoặc là mấy cái tablet á, do đó mình order là người ta đem ra liền cho mình luôn, nó là tươi, không có sợ bị nhiễm khuẩn. Ở tiểu bang Queensland đó, có rất là nhiều nhà hàng Nhật, vị cũng ngon. Để đạt chuẩn một cái nhà hàng Nhật đó, từ cái khâu mà tuyển đầu bếp vào, cũng như là những cái vật liệu, cũng như là thiết kế nhà hàng nữa, mình thấy không, thiết kế rất là đẹp luôn, nó mang một cái phong cách đặc trưng của Nhật, không có giống, không có bị lẫn lộn bất cứ nhà hàng nào. Mình rất là thích cái món rong biển này nè, gỏi rong biển. Trên cái dĩa này á có cái wasabi tươi nữa, nhưng mà thường thì mình thích ăn cái dạng bịch này hơn. Cái bịch này á nó cay với lại nó mềm, còn cái bịch cái này á nó là dạng wasabi mài á, bởi vì nó tươi lắm, nó không có cay bằng cái bịch này, bịch này cay dữ lắm. Hot không? Đó. Nãy mình ném quên cái món món súp. Mình đã thích ăn cái món súp udon này từ cái lúc mà mình mới qua Úc rồi. Dễ ăn, nó không có những cái vị như là quá béo hay là mặn hay quá ngọt như là đoạn Thái. Thường thường đồ Nhật á, cái vị nó thanh mà nó cái nước súp của nó hơi lạc lạc á, dành cho những ai mà thích ăn kiêng nè, ăn healthy, tốt cho sức khỏe, thì đồ Nhật nó là rất là lợi, rất là tốt trong vấn đề bảo vệ sức khỏe mà. Trên cái kênh Oscar Family TV mình á, mình cũng review vài nhà hàng Nhật, rồi nhà hàng Thái, nhà hàng Hàn Quốc barbecue. Mình cũng dạng như là mỗi một cái nhà hàng nó mang một phong cách riêng, một cái vị riêng,
nếu mà các bạn nào thích đó, thì chia sẻ với mình. Mình cũng muốn tìm hiểu rồi. Thường thì các bạn mà coi video của nhà Asuka đó hay comment ở phía dưới đó, rồi xong đó cái mình tới cái nhà hàng đó mình review rồi mình đẩy video lên cho các bạn xem. Đó là cũng là một cái cách mà mình chia sẻ với những bạn khác để nhiều người biết đến. Mình hứa đó là nếu mà cái dịch Covid này nó chấm dứt á, mình sẽ đi du lịch nhiều, đi nhiều nơi, ăn nhiều cái nhà hàng. Quay cho cả nhà xem. Trời ơi, wasabi nó nóng đã ốc o luôn, cay. Bạn có thích ăn cái gừng không? Gừng ngâm chua nè. Cái gừng ngâm chua ngọt này của Nhật Bản khá là ngon. Mỗi lần mình ăn nhiều cái món Nhật á, mình sợ ngán á, để mà giống như là tăng thêm cái câu khẩu vị của mình á, mình ăn một chút xíu gừng nè, ăn trực tiếp nha, rất là ngon. Món nào cũng vậy, giống như món Việt Nam mình thì có gỏi chua, món Thái thì có gỏi đu đủ, có bò salad, hay là sâm sâm đó, hoặc là mấy gỏi của Hàn Quốc thì mấy cái củ cải á cũng khá là ngon. Nhật á thì nó có cái gỏi rong biển này, còn một miếng tôm này, trứng tôm mình ăn cho rồi. Phía sau lưng mình hồi nãy mới vừa đi qua, đó là nhân viên của nhà hàng đó các bạn. Bởi vì hiện tại thì dù dịch Covid nó vẫn còn, do đó nhân viên vẫn phải đeo khẩu trang. Chỉ có cái là khách hàng á, khi mình ngồi ăn á, mình không có cần phải bịt khẩu trang. Nhưng mà mình nếu mà đứng dậy mà rời khỏi bàn á, mình bắt buộc phải đeo khẩu trang. Cho dù mình chỉ là đặng khoảng cách chừng 1 mét, 2 mét gì, không cần biết, mình phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với người ta. Bây giờ là bớt căng rồi. Năm ngoái đó, nhà hàng đâu được mở đâu. Có thèm cách mấy nữa, cũng phải ăn cơm nhà, ăn cơm nhà cả năm á các bạn. Trứng tôm ngon, mình rất là thích. Trời ơi, nó cay, cái wasabi thì nó cay kinh khủng luôn. Những ai mà thích ăn cay á, thường hay chọn cái những món của Thái hay là đồ ăn mà của Nhật mà nó có chấm với lại wasabi á. Mình cũng quay sơ cho cả nhà xem một vài món ở trên băng chuyền rồi đó. Bây giờ mình ăn nốt cái phần súp này nha, để hồi nó nguội ăn hết ngon rồi. Nãy mình cũng để nó cũng khoảng 5-10 phút rồi.
Các bạn ơi, mình cũng đã quay hết cái khung cảnh của nhà hàng Siki, của cái khu shopping Red Bank Plaza rồi đó. Cũng đã cho các bạn theo cái món ăn Nhật nó như thế nào. Mình cũng order một vài món mẫu cho bạn xem, cũng hướng dẫn các bạn cách chọn món ăn ở đây khá là đơn giản. Mình cũng biết rằng có bạn nào thích cũng như là cùng sở thích với mình ăn món Nhật, món cá hồi sống như thế này không. Mình cũng hy vọng rằng video của mình cũng mang đến cho các bạn một cái hình ảnh nào đó thích thú trong những ngày cuối tuần. Các bạn có thể dẫn gia đình, bạn bè hay người yêu tới đây để mà thưởng thức những món ăn Nhật ngon và giá cũng được, hợp túi tiền các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành, nhiều năng lượng, cố gắng giữ gìn sức khỏe để hẹn gặp lại những video tiếp theo của nhà Oscar nha. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại, bye bye.